Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hào Tiger. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đấu phá thương khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Như sau khi mấy hắc ảnh như bò sát hướng bốn phía tán đi, có thể nhìn rõ ràng một đạo thân hình khổng lồ ngồi ngay thẳng ở nơi đó. Trên người hắn còn có hắc khí như thực chất không ngừng tràn ra. Trên mặt hắn cổ quái là không có bất kỳ ngũ quan gì, giống cánh tay màu tím lúc trước, nổi lên diện mạo cũng rất kỳ quái, làm cho Tiêu Viêm cảm giác chính là ma vật. Ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, chân thân của ngươi là cái gì rồi, trước mắt xem ra cũng không phải là người. Tiêu Viêm thì thào mở miệng. Lập tức tên thân ảnh vô diện trước mắt này, bộ mặt hắn bỗng nhiên vặn vẹo, sau đó hẳn là mọc ra mười mấy quả nhãn cầu tựa như cây nho, cùng nhau nhìn về phía vị trí của Tiêu Viêm cùng cầu nhãn. Ha ha, Tê Phong Cốc đã rất lâu chưa từng có khách nhân tới, các người nhận lấy cái chết. Vừa nói ra, chỉ thấy thân hình đưa tay nhấn một cái, cánh tay kia hẳn là hóa thành màu đen tựa như triển khai dịch nhờn, sau đó hóa thành như thực chất hướng phía Tiêu Viêm cùng cầu nhãn bao phủ mà đến. Ầm vang một tiếng, cả hai thân hình tựa hồ liền bị bao phủ trong đó. Bản thể của ngươi không phải cái ma vật sao? Bất quá đúng lúc này, giữa không trung lại truyền tới âm thanh đối thoại. Dưới chân Tiêu Viêm lôi đình như sợi tơ chậm rãi tiêu tán, dưới tốc độ của cực lôi, công kích như vậy ngay cả cơ hội đụng phải Tiêu Viêm đều không có. Ma vật quả thực có người xưng hô qua như vậy, mặc dù ta cũng không rõ lắm, bất quá tuyệt không phải loại ma vật cấp thấp. Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ lắc đầu, sau một hồi lâu, cẩu nhãn là cái gì mình cũng không rõ ràng, từ cẩu nhãn biểu hiện ra một hệ liệt hành vi, nó tựa hồ cũng giống là sinh ra linh trí. Đây là vật gì? Tiêu Viêm chỉ vào vô diện quái vật. Người không phải người, ma không phải ma, nhìn rất là quái. Không cần suy nghĩ nhiều, loại tồn tại này chính là chân của đặc tịch biến thành, chỉ là không có nghĩ đến hẳn là bộ dáng như vậy. Người đang chờ đợi cái gì, còn không xuất thủ thu phục đó. Khi Tiêu Viêm chợt nghi ngờ nhìn về phía cẩu nhãn, sở dĩ nguyên nhân không xuất thủ, còn tưởng rằng lần này cùng cánh tay màu tím đồng dạng cẩu nhãn ra mặt liền có thể trực tiếp đem hắn trấn áp giải quyết. Cái này không giống nhau lắm. Ta không cách nào khống chế nó, đoán chừng là nhận ô nhiễm quá nghiêm trọng. Tiêu Viêm cùng cẩu nhãn đối thoại ở giữa, hoàn toàn lờ đi cái vô diện quái vật này, tựa hồ liền căn bản vốn không tồn tại. Đối mặt bực này miệt thị, vô diện quái vật oanh một tiếng hẳn là trực tiếp đằng không mà lên, thời điểm lướt đến giữa không trung bỗng nhiên hướng phía Tiêu Viêm cùng cẩu nhãn cách không đập mạnh. Cẩu nhãn phản ứng nhanh chóng, lúc này hóa thành lớn chừng bàn tay chạy vào trong tay áo của Tiêu Viêm, đáng giết ngàn đao. Đánh nó, cẩu nhãn loại tình huống này bình thường đều là ở một bên vì Tiêu Viêm góp phần trợ uy, bất quá dưới phần lớn tình huống cẩu nhãn cũng đang ngủ. Giữa không trung, thình lình ở giữa vật chất màu đen gào thét giữa không trung ngưng tụ thành công một cái bàn chân đen kịt, thẳng đến Tiêu Viêm. Chỉ là công kích như vậy ở trong mắt Tiêu Viêm tốc độ quá chậm, căn bản không có khả năng đánh trúng hắn. Dưới chân cực lôi lưu truyền, ung dung liền tránh né vô diện quái vật công kích. Quan sát một chút về sau, Tiêu Viêm cảm thấy trước mắt cái vô diện quái vật này cứ việc có đùi của đạt tịch làm nhục thân, nhưng tựa hồ giống như cẩu nhãn cho người ta cảm giác giống như không quá thông minh. Tại liên tục trốn tránh về sau, vô diện quái vật thân hình chấn động, tốc độ vậy mà bỗng nhiên tăng nhanh, chân dài của hắn hướng phía Tiêu Viêm quét ngang mà đến, lại càng khoát tay xung quanh, những vật chất như con ruồi màu đen kia che giả băng mọc, phô thiên cái địa hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Đối mặt cú đá ngang ầm ầm lao đến, cho dù lôi cuốn lấy kình phong kinh khủng, lần này Tiêu Viêm vẫn chưa trốn tránh, mà là cánh tay vừa nhấc. Bành! Âm thanh va chạm kịch liệt truyền vang trong Tê Phong Cốc, những cái hắc ảnh đánh tới kia tại ở gần Tiêu Viêm trong nháy mắt, một đạo phóng lên tận trời giống như là núi lửa phun trào hỏa diễm, chính là từ trên thân Tiêu Viêm điên cuồng tuôn ra, trong khoảnh khắc đem đến gần hết thảy cũng hóa thành hư vô. Âm thanh kịch liệt, chân dài lực lượng kinh khủng chút xuống, lực lượng rất cường hãn. Chỉ là Tiêu Viêm bị một cú quét ngang đá trúng thì là không hề động một chút nào. Ở thời điểm chuẩn bị thu hồi chân dài, bỗng nhiên một cái đại thủ ngưng tụ ra đem trên giày xinh xinh bắt lấy. Sau đó thân hình vô diện quái vật trực tiếp mất khống chế bị bàn tay lớn nắm lấy, bỗng nhiên liên tục nện hướng mặt đất, điểm nhẹ. Đáng giết ngàn đao, đừng đem đôi chân ta làm hỏng, âm thanh của cẩu nhãn truyền ra. Tiêu Viêm chưa từng dừng lại, tiếp tục dừng lại đập mạnh, đến lúc đem nện sụi lờ bất lực mới buông tay ra. Cái vô diện quái vật này công kích làm cho Tiêu Viêm đề không nổi bất cứ hứng thú gì, ngoại trừ nhìn kinh khủng một chút ra, cảm giác không có sức chiến đấu gì. Người còn cảm giác không tới à, như thế nào mới có thể thu phục,
Tiêu Viêm nhìn xem vô diện quái vật co quắp ngã xuống đất, tựa hồ trong cơ thể xương cốt đều bị Tiêu Viêm làm bể. Khanh khách, rất lâu không có loại cảm giác bị khiêu chiến này. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm cùng Cẩu Nhãn đối thoại, vô diện quái vật truyền đến thanh âm trầm thấp khàn khàn, chỉ thấy thân thể hắn bắt đầu vặn vẹo, xương cốt gãy mất khôi phục lại, thân hình hóa thành kích thước bình thường, đầu hắn ánh mắt không ngừng chuyển động, trên người còn bị một tầng màu đen kết vảy bao bọc cái mông, thậm chí còn mọc ra một cái đuôi. Tiêu Viêm có chút nhíu mày, không ngờ tới lại còn biến ảo hình thái. Mặc dù là nhục thể của ta lúc này không cách nào khống chế, đáng giết ngàn đao, chính ngươi cẩn thận một chút, có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt khôi phục, biến ảo thân hình vô diện quái vật khí tức cùng lúc trước có chỗ khác biệt rồi, trở nên cường hãn không ít. Không có nói nhảm nhiều, khôi phục thân hình về sau, chỉ thấy bàn tay hắn hướng về phía trước duỗi ra, quả cầu ánh sáng màu đen tại lòng bàn tay hắn ngưng tụ, từng cái hướng phía Tiêu Viêm khuấy động mà đi. Đối mặt quả cầu ánh sáng màu đen bay tới, Tiêu Viêm thì là xòe bàn tay ra, thời điểm gần tới đem nó đập bay. Quả cầu ánh sáng màu đen bị đập bay, oanh đến vách đá dựng đứng hai bên, tiếng ầm ầm vang vọng ra vô số đá vụn văng khắp nơi. Ha ha ha, đem thực lực của ngươi bày ra nhìn xem, có thể tiếp vài chiêu trong tay ta. Một trận tiếng cười cổ quái truyền ra, trên người vô diện quái nhân âm thanh vừa ra cũng là làm cho Tiêu Viêm hơi chậm lại. Cái tự tin chết tiệt này, cho dù là bị phanh thây cũng còn mang theo sao. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, khí tức quả thực cường hãn không ít, lập tức ánh mắt nghiêm mặt không ít, ngược lại là muốn nhìn cái đùi của đặc tịch này đến cùng có năng lực gì dám hung hăng ngang ngược như thế. Nghe tiếng cười điên cuồng của hắn không thôi, sắc mặt Tiêu Viêm hơi hơi trầm xuống một cái, thân hình đột nhiên biến mất, trong chớp mắt kim quang gào thét, một cái nắm đấm lớn như sao băng đột nhiên xuất hiện hướng vô diện quái vật đánh tới. Người kia thân hình hóa thành hình thể thường nhân, tại kim quang gào thét trong nháy mắt nó lại không có né tránh mà lao tới, đem nắm đấm tiến vào thắt lưng của mình. Đối mặt nắm đấm hoàn toàn kém xa, vô diện quái vật thì là không nhanh không chậm đấm ra một quyền. Bành! Cũng không có như Tiêu Viêm dự đoán như vậy, vô diện quái vật không có bị một quyền này của hắn nghiền ép, hẳn là cùng nắm đấm của hắn đối với chống đỡ với nhau. Ha ha ha, chút lực đạo này cũng không đủ nha, thanh âm của quái vừa ra, nắm đấm kim quang của Tiêu Viêm hẳn là oanh một tiếng bị đánh bay ra. Còn người Tiêu Viêm đột nhiên co lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Hào Tiger, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Vô diện quái vật đẩy lùi Tiêu Viêm về sau, thì là bạo lướt đứng dậy lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến Tiêu Viêm mà đi. Tiêu Viêm cũng chưa từng tránh lui, đối mặt vô diện quái vật vọt tới. Phía trên mi tâm chín khỏa tinh ấn lấp lóe, Tiêu Viêm nắm giữ bất hủ nhục thân tự nhiên không sợ vô diện quái vật. Hai thân ảnh ở bên trong Tây Phong Cốc quyền như mưa rào, cả hai hẳn là chiến có đến có về. Bành bành bành, âm thanh vang dội liên miên bất tuyệt, xung quanh vách núi không ngừng vỡ vụn, vô diện quái vật cũng không sử dụng bất kỳ đấu kỹ gì. Tiêu Viêm kim quang gào thét, thiên thần bát thập nhị quyền đã tại trong bất chi bất giác dung nhập vào bên trong thế công của Tiêu Viêm. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, bởi vì dần dần đang trong lúc giao thủ, vô diện quái vật tựa hồ tìm được sơ hở của Tiêu Viêm. Hắn quyền bắt đầu rơi đến trên thân thể. Oanh, thần tí giao thủ để cho lực lượng không ngừng hội tụ trên cánh tay của Tiêu Viêm, dưới chấn động mạnh một cái, vừa rồi đẩy lùi vô diện quái vật một chút, nhưng thân thể của nó theo chiến đấu vậy mà vẫn đang không ngừng biến hóa, có thể thấy rõ ràng bắp thịt trên người phảng phất không ngừng sinh trưởng, để cho hắn nhìn càng ngày càng cường tráng. Ha ha ha, cái này còn có chút ý tứ, bất quá còn chưa đủ, phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn của ngươi đi. Hắn tựa hồ vẫn không ngừng dùng lời nói kích thích Tiêu Viêm, tựa như muốn đem Tiêu Viêm chọc giận, chỉ là hiển nhiên đối với Tiêu Viêm mà nói. Những lời này bất quá đã từng là thủ đoạn thường dùng của hắn mà thôi. Ánh mắt Tiêu Viêm bình thản, sở dĩ không có lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép, mà là cùng quần nhau, chính là Tiêu Viêm muốn nhìn một chút cái vô diện quái vật này rốt cuộc là cái gì, có nội tình gì, lại càng hy vọng từ trong khi giao chiến đối với đạt tịch có càng hiểu rõ hơn. Tại một phen giao thủ ngắn gọn về sau, Tiêu Viêm không muốn lãng phí thời gian nữa, kim quang lưu chuyển ở giữa, nhục thân trong chớp mắt liền bành trướng đến mấy ngàn trượng. Tại triển khai nguyên thần thân thể về sau, khí huyết chi lực của Tiêu Viêm tự nhiên muốn mạnh lên hơn gấp mấy lần. Tiêu Viêm cũng không trực tiếp triển khai nguyên thần thân thể vô cùng lớn, dù sao sau khi sử dụng trong thời gian ngắn, nếu như còn muốn triển khai thời gian duy trì liền 10 phần có hạn, có thể dưới lực lượng bình thường, nguyên thần thân thể giải quyết xong tự nhiên không thể tốt hơn. Thân ở tiên ma cổ giới, cái thế giới hỗn loạn này có chút điên cuồng, cho nên phát sinh bất luận cái vô tình gì cũng có thể,
hành động của Tiêu Viêm vẫn là muốn tận lực bảo thủ một chút. Chính là cái cảm giác này, nhìn xem thân hình hóa thành mấy ngàn trượng to lớn, vô diện quái nhân tựa hồ trở nên hưng phấn lên, hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Chỉ thấy bàn chân hắn hướng về phía trước đạp mạnh, vô diện quái vật thân hình tựa như đạn pháo ầm ầm lướt ra, cúi đầu giống như mũi tên phóng tới Tiêu Viêm, suy suy bành thoáng, cực nhanh kia nắm đấm Tiêu Viêm oanh ra, nhưng vào lúc này nó hẳn là tránh né nắm đấm của Tiêu Viêm, thẳng đến vị trí trái tim của Tiêu Viêm. Một tiếng vang trầm, trên lồng ngực Tiêu Viêm, hoa sen màu máu nở rộ, Tiêu Viêm bị đau cúi đầu xuống, chỉ thấy bộ ngực của mình vậy mà xuất hiện một cái lỗ máu, mà vô diện quái vật chui vào bên trong thân thể của hắn. Hỏng bét, Tiêu Viêm không nghĩ tới nhục thân của mình cường hãn như vậy, hẳn là bị nó công phá. Bản tôn cùng nguyên thần phân thân dung hợp phía dưới, bộ thân thể này cũng không phải lực lượng bình thường có thể phá vỡ, đơn giản quá mức vượt quá dự kiến của Tiêu Viêm, lập tức làm ra phản ứng, chỉ có thể cưỡng ép để cho nhục thân biến nhỏ một chút. Chỉ là không đợi Tiêu Viêm kịp phản ứng, nhục thân truyền đến một cỗ ba động điên cuồng. Oanh! Một tiếng, nhục thân của Tiêu Viêm nổ tung, cả nửa người máu thịt be bét, vô số thịt vụn bay tứ tung. Về phần cái vô diện quái vật kia thì là từ trong cơ thể của hắn xông ra, gần như hủy diệt nhục thể của Tiêu Viêm. Mặc dù sẽ không chí tử, có thể lúc này lại là thời cơ tốt nhất mà sát Tiêu Viêm. Chủ nhân của ta, không nghĩ tới đi, người cũng có hôm nay. Vô diện quái vật phát ra tiếng cười trầm thấp, bên trong loại tiếng cười kia mang theo điên cuồng cùng căm hận. Tiêu Viêm cảm giác linh hồn một trận nhói nhói, vô diện quái vật chậm rãi giơ cánh tay lên, phía trên đầu ngón tay hắc quang nhốn nháo, nó nhắm chuẩn chính là linh hồn của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhận ra mình bất cần, chính mình hẳn là khinh thường thứ này từ vừa mới bắt đầu liền nhận ra hắn, đồng thời muốn cắn chủ đạt, tịch chính là tùy tùng của tôn thượng, cho nên mới gọi Tiêu Viêm là chủ nhân. Với lại nhất định là dùng phương pháp gì đã phá vỡ bất hủ nhục thân của Tiêu Viêm, đồng thời sáng tạo cơ hội cho hắn. Tiêu Viêm khinh địch bởi vì khí tức của đối phương không có rất mãnh liệt, cũng không cảm giác được cái sát cơ gì, làm cho Tiêu Viêm trong trận chiến này rất chủ quan. Cái kia sớm nghĩ đến có thể đi theo tại tôn thượng tả hữu cẩu nhãn, còn nói đạt tịch không phải người không phải ma, thực lực của nó nhất định không tầm thường, ta đi theo ngươi cả đời, kết quả là ngươi lại tính toán ta, để cho ta chiến bại. Bị người phân thay, chủ nhân của ta, ngài thật đúng là một vị chủ nhân tốt. Vô diện quái vật lúc này bộc lộ ra chân chính khuôn mặt của nó, lời của hắn truyền vào bên tai Tiêu Viêm. Nó một mực đang ôm cây đợi thỏ, cũng là đoán chắc Tiêu Viêm nhất định sẽ đến đây. Đối mặt vô diện quái vật nói, lúc này Tiêu Viêm nửa người trên da chóc thịt bong, đầu lâu cũng nổ vỡ, kim quang cho dù để cho nhục thân ngẫu đứt tơ còn liền, bực này trọng thương không phải mấy hơi thở liền có thể khôi phục. Bất quá lúc này Tiêu Viêm cũng không sốt ruột, chỉ cần không có trong nháy mắt đem hắn mặt sát như vậy. Muốn trọng thương một vị bất hủ nhục thân, có thể không dễ dàng như vậy, tồn tại không cách nào khống chế ma vật, một cái ánh mắt có thể gọi là linh tù, một cái chân lớn có thể hóa thành như thế, vị đạt tịch này rốt cuộc là tồn tại nào, phân tán đều có thể cường đại như thế, nếu thật hội tụ chân thân, phải chăng còn như nguyên bản, hay là nói nó rốt cuộc là địch hay là bạn, trong lòng Tiêu Viêm suy tư. Hắn không có đáp lại, bởi vì là không phải tôn thượng an bài, đến tột cùng tại trên thân của đạt tịch xảy ra chuyện gì hắn cũng không rõ ràng. Nhưng vì sao cẩu nhãn chưa bao giờ có tâm lý trả thù Tiêu Viêm? Theo lý mà nói, cẩu nhãn lại càng có cơ hội, lấy bây giờ nó biểu hiện ra ngoài có cấm chế lực lượng. Tại thời điểm Tiêu Viêm từ bên trong con mắt đưa nó phóng xuất ra, hoàn toàn có thể trước tiên liền mạt sát Tiêu Viêm. Có thể cẩu nhãn lại chưa làm như thế. Nhìn xem trên người hắn tán phát hắc khí dày đặc cùng tán phát ba động cổ quái, Tiêu Viêm tựa hồ minh bạch cái gì. Người là đạt tịch chi hồn, Tiêu Viêm hỏi. Đạt tịch đã chết, ta cũng không phải nó, một cái nhận thức làm cho ngu xuẩn mà thôi, không có khuôn mặt, không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì của hắn, chỉ có từ trong ngữ khí điên cuồng của hắn phán đoán. Tiêu Viêm đã có kết luận, vị trước mắt này nên là đạt tịch tàn niệm biến thành, khó trách có thể phá vỡ nhục thể của hắn, cho dù là tàn niệm, hoặc nhiều hoặc ít cũng kế thừa bản chủ một chút ký ức. Tâm nguyện lớn nhất của ta chính là giết chủ nhân, sau đó đem nhục thể của ngươi cũng cắt thành mảnh vỡ, đầu cùng thân thể tách ra, bỏ ngươi không chết được nhưng cũng không sống nổi. Chủ nhân, ngươi nhìn ta ăn bài tốt không? Diện mạo vô diện quái vật lúc này phi bụng cười to, tựa hồ cảm thấy Tiêu Viêm đã là tình thế chắc chắn phải chết. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm dự định triển khai nguyên thần thân thể, vô cùng lớn vô diện quái vật tiếng nói lại lần nữa truyền ra, làm cho Tiêu Viêm chấn động mạnh một cái. Bất quá ta biết, lấy thực lực của chủ nhân, nhất định không cách nào giết ngươi.
nhưng ta muốn để ngươi minh bạch ta đối với ngươi căm hận thế nào. Đến đây AD xin khép lại tập này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment, góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.